Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 10 vừa qua, hãng xe Land Rover đã chính thức ra mắt mẫu xe Range Rover mới. Sự kiện ra mắt xe đã diễn ra tại Nhà hát Hoàng gia, thủ đô London và được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến. Ở lần ra mắt này, Range Rover có thiết kế hiện đại sang trọng hơn, đi cùng với khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Ngoài các phiên bản truyền thống, Range Rover mới còn được mở rộng thêm các phiên bản chạy điện. Mẫu xe này khi về Việt Nam sẽ có giá bán thấp nhất từ 10,8 tỷ đồng và cao nhất là 16,2 tỷ đồng. Ở thế hệ thứ 5 này, Range Rover mới vẫn giữ trọn vẹn các đường nét đặc trưng từ mẫu xe nguyên bản dù đã trải qua nhiều thế hệ. Mui xe thấp dần về phía sau, đường viền ở giữa thân xe mạnh mẽ tạo điểm nhấn và ngưỡng cửa nhô cao hơn. Những đặc điểm đặc trưng của Land Rover kết hợp với khoảng cách từ trục trước đến đầu xe ngắn, phần đầu xe trang trọng, kính chắn gió thiết kế thẳng đứng và phần đuôi kiểu du thuyền đặc biệt, thon gọn hơn khi nhìn từ trên cao xuống là những điểm nhấn của Land Rover mới. Hệ thống đèn hậu được thiết kế ẩn và chỉ phát sáng khi hoạt động cũng là chi tiết quan trọng, góp phần tạo nên sự thành công và tính đặc trưng của Land Rover mới. Tại buổi ra mắt tại Nhà hát Hoàng gia, phiên bản đặc biệt Range Rover SV mới đã mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn nữa để có thể cá nhân hóa một chiếc xe thực sự cá tính. Phiên bản này sẽ chính thức phân phối trên thị trường trong năm 2022. Mẫu SV mới thể hiện sự sang trọng và cá nhân hóa của Range Rover, tiêu biểu cho kỹ thuật thủ công đặc biệt. Vật liệu dành cho các chi tiết thiết kế độc quyền trên mẫu xe Range Rover SV bao gồm kim loại bóng, gốm mịn, đá khảm tinh xảo cũng như lựa chọn các loại da cao cấp hoặc các loại vải siêu bền không thuộc da. Các tùy chọn gói thiết kế đặc biệt cao cấp gồm SV Serenity và SV Intrepid giới thiệu hai tông màu tương phản từ phần trước đến phần sau xe, trong khi phiên bản SV Signature Suite 4 chỗ sang trọng được cải tiến về chức năng bao gồm cả tủ lạnh và bàn làm việc thượng hạng trang nhã Club Table có thể điều khiển điện. Range Rover mới có tùy chọn hệ truyền động lai điện nhẹ MyHybrid và bao gồm 4, 5 hoặc 7 chỗ trên các phiên bản có thiết kế trục cơ sở tiêu chuẩn và trục cơ sở kéo dài. Phiên bản Range Rover chạy hoàn toàn bằng điện cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Land Rover sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2024. Range Rover mới chạy hoàn toàn bằng điện sẽ là mẫu xe điện đầu tiên trong hàng loạt các mẫu xe điện khác của Land Rover. Mỗi mẫu xe sẽ đều có phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện vào cuối kỷ nguyên này, giúp cho Jaguar Land Rover đạt được mục tiêu không khí thải nhà kính trên các dòng xe, chuỗi vận hành và cung ứng vào năm 2039. Các mẫu xe Range Rover với hệ truyền động xăng lai điện plug-in hybrid có mức xả thải dưới 30g trên 1km với phạm vi lái xe lên đến 100km theo chứng nhận của WLTP ở chế độ lái hoàn toàn bằng điện. Trong thực tế, với chế độ lái hoàn toàn bằng điện này, phạm vi lái mong đợi lên đến 80km, đủ để cho khách hàng của Land Rover hoàn thiện 75% hành trình nếu chạy chỉ ở chế độ hoàn toàn bằng điện. Xe được trang bị hàng loạt các công nghệ tiên tiến như công nghệ khử tiếng ồn chủ động thế hệ thứ 3 mới, mang lại không gian nội thất yên tĩnh nhất khi vận hành trên đường, công nghệ điều khiển bằng giọng nói trực quan với trợ lý ảo, công nghệ lọc không khí trong khoang nội thất, v.v. Range Rover thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới đã được thiết kế, phát triển và chế tạo tại Vương quốc Anh và sẽ được sản xuất độc quyền tại nhà máy Solihull của Land Rover dựa trên dây chuyền sản xuất hiện đại mới. Tại Việt Nam, Range Rover mới được nhập khẩu và phân phối với 4 phiên bản, dự kiến sẽ được ra mắt vào đầu năm 2022. Ngay từ bây giờ, khách hàng có thể liên hệ với các hệ thống phân phối của Phú Thái Mobility trên toàn quốc để chọn cấu hình riêng và tiến hành đặt hàng với giá bán tiêu chuẩn dự kiến như sau.